2 Uxury. Rồi đưa cái thước, cái thước này là 50 xăng. Cái thước này 50 xăng nha các bạn. Đưa ngược lại không thấy cánh tay. Cái thước này là 50 xăng. Tức là cá nằm trong khoảng 48 đến 50 xăng. Đây. 50 luôn. Đúng rồi. Rồi thả cái thước ra.